Sáng ngày 31 tháng 7 2014, trên ngàn người dân tập trung về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, theo dõi phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Văn Tình, 19 tuổi, ở xã Eran, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Tình cùng người thân về quê nội ngoại ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi chơi. Do hết tiền vì đánh bài, túng quẫn, Tình đã lên kế hoạch giết bà Nguyễn Thị Nhiều, 47 tuổi, ở thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ để cướp tài sản. Ngày 22 tháng 2, Tình mang theo con dao giấu trong người đến nhà bà Nhiều, nói mượn liềm để ra các ổ ong mật ngoài rừng keo. Tin lời, bà Nhiều đưa cái liềm và đi theo xem Tình lấy ổ ong mật. Lợi dụng sơ hở, Tình dùng tay siết cổ nạn nhân, sau đó dùng dao cắt cổ nạn nhân chết. Sau đó cướp đôi bông tai, một nhẫn vàng và hơn 3 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình tù chung thân.